Best day, tôi cảm bạn chính tề đang người đi chậm trên con đường kính lễ. Hôm nay là một ngày không dễ kiếm tiền, để không thấy đâu mà trò đang vương hàng lại. Anh em tiếng người thân chia xa cùng đi qua những khoảng thời gian ôm ba tôi ngược những ký ức như bên xe đang lặng trong con tim đang lặng chật băng rồi ta gần lơ rồi lơ rồi su rồi su thầm lơ thầm lơ rồi u rồi mơ. Anh em cùng chung một chí hướng vượt qua mọi trận chiến, đó là điều mình muốn cho đến khi nằm xuống. Anh em bên nhau dù thấp hay cao dù to ra sao không phải bao. Vừa mới đôi mươi tôi đã dám chân ra đường.
Làm tim em buồn vì những tổn thương, hãy gieo lâu nay phát ra